dựa vào tình trạng bảo quản gần như còn nguyên vẹn của hóa thạch nòng nọc vô tình được tìm thấy ở vùng Patagonia rộng lớn phía nam Argentina trong quá trình khai quật các dấu tích về khủng long, đã khiến các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận dạng sống của nòng nọc hầu như không thay đổi trong hơn 160 triệu năm qua. Bà Mariana Chulever, nhà nghiên cứu của nhóm bảo tồn Azara Foundation, cũng là tác giả chính của nghiên cứu về nòng nọc vừa được công bố trên tạp chí Nature. Nhà khoa học này cho rằng mức độ bảo quản của mẫu vật là cực kỳ hiếm vì nòng nọc với cơ thể mềm rất ít có khả năng bị hóa thạch. Phát hiện này không chỉ quan trọng vì tính cổ xưa của nó mà còn vì đây là một con nòng nọc có đặc điểm độc đáo vẫn được bảo quản tốt cho đến ngày nay. Nó có các mô trắng còn sót lại như dây thần kinh và mắt. Ngoài ra một đặc điểm cơ bản có thể thấy rõ là bộ xương sụn duy trì mang của nòng nọc. Điều này rất quan trọng vì nó tiết lộ chế độ ăn và lối sống của sinh vật này. Phân tích các biến số hình thái khác nhau, chúng tôi phát hiện ra rằng nó là một con nòng nọc khổng lồ. Con nòng nọc trưởng thành dài khoảng 15 cm bao gồm cả đuôi. Đây không chỉ là con nòng nọc được biết đến tồn tại lâu đời nhất thế giới, được bảo quản đặc biệt mà nó còn cho chúng ta biết về kích thước thật của nó, hé lộ những điều còn chưa biết về một trong số ít loài ếch nhái được biết đến cho đến thời đại ngày nay. Được biết, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch này tại một trang trại ở tỉnh Santa Cruz, cách thủ đô Buenos Aires 2.300 km về phía nam, vào tháng 1 năm 2020 trong một lần tìm kiếm khai quật hóa thạch khủng long. Mẫu vật hiếm hoi này thuộc về loài Notobatrachus dejustor, một loài là tổ tiên của giống loài Anura hiện đại bộ lưỡng cư không đuôi ếch nhái.